Xin chào các bạn. Hôm nay mình có một bài toán ở đây muốn chia sẻ với mọi người và mình sẽ giới thiệu 3 cách giải quyết cho bài toán này. Nên các bạn hãy thử giải quyết nó và đánh giá xem cách giải của các bạn có thể tối ưu nhất không nhé. Chúng ta có một hình vuông màu đỏ. Nó được bao quanh bởi 4 hình chữ nhật màu xanh giống hệt nhau như bên hình. Diện tích phần màu đỏ là 44. Chu vi của một hình chữ nhật màu xanh là 20. Hỏi diện tích của một hình chữ nhật màu xanh là bao nhiêu? Các bạn hãy đưa ra giải pháp của mình nhé. cùng giải quyết vấn đề. Cách một mình muốn giới thiệu ở đây là chúng ta sẽ đặt ẩn cho các cạnh của các hình. Sau đó từ dữ liệu đề bài ta sẽ lập các phương trình để tìm các ẩn đó. Và khi có các ẩn ta sẽ tìm được đáp án. Hãy đặt cạnh lớn của hình chữ nhật xanh là A, cạnh ngắn của nó sẽ là B. Khi đó, chiều dài cạnh hình vuông màu đỏ sẽ là A trừ B. Với chu vi hình chữ nhật bằng 20, ta sẽ có 2A cộng 2B bằng 20. Hay rút gọn A cộng B bằng 10. Ta gọi đây là phương trình 1 diện tích hình vuông bằng 44. Nên A trừ B tất cả bình phương sẽ bằng 44, ta gọi đây là phương trình 2. Mà diện tích của hình chữ nhật sẽ là A nhân B. Ta bình phương phương trình 1 sẽ được. A cộng B tất cả bình sẽ bằng 10 bình. Dùng hàng đẳng thức đáng nhớ sẽ được. A bình cộng 2 AB cộng B bình bằng 100. Tương tự khai triển phương trình 2 sẽ có. A bình trừ 2 AB cộng B bình bằng 44. Lấy phương trình trên trừ đi phương trình dưới ta sẽ có những cái này sẽ triệt tiêu cho nhau. Còn lại 2AB, trừ đi trừ 2AB, bằng 100 trừ 44. Hay 4AB bằng 56. Hay AB bằng 56 chia 4. Bằng 14. Vậy diện tích hình chữ nhật xanh sẽ là 14. Có bạn nào làm giống mình theo phương pháp này không? Đến với cách thứ hai, cũng là đặt ẩn và giải quyết ẩn để tìm ra đáp án. Nhưng lần này ẩn sẽ khác đi. Hình vuông đỏ có diện tích là 44, nên cạnh của nó sẽ có chiều dài là căn của 44 bằng 2 căn 11. Gọi cạnh ngắn của hình chữ nhật là x. Khi đó, chu vi hình chữ nhật sẽ là 2 lần cạnh hình vuông cộng 4 lần x bằng 20. Hay 2 x 2 căn 11 cộng 4 x bằng 20. Rút gọn lại ta có căn 11 cộng x bằng 5. Hay x bằng 5 trừ căn 11. Nên chiều dài cạnh lớn hình chữ nhật bằng 2 căn 11 cộng 5 trừ căn 11 bằng 5 cộng căn 11. Từ đó, diện tích của hình chữ nhật sẽ bằng 5 cộng căn 11 nhân với 5 trừ căn 11 bằng 5 bình trừ căn 11 bình bằng 25 trừ 11 bằng 14. Có ai thích phương pháp này không nào? Ít ẩn hơn nhưng số hơi phức tạp hơn. Và cách thứ ba, cách này không cần dùng ẩn cũng được và ta có thể tính nhầm. Tôi có chu vi của hình chữ nhất là 20, hay tổng hai cạnh của nó bằng 10, mà tổng hai cạnh này chính là cạnh của hình vuông lớn này. Như vậy ta có diện tích hình vuông lớn sẽ bằng 10 bình bằng 100. Mà diện tích của bốn hình chữ nhật sẽ bằng diện tích hình vuông lớn trừ đi diện tích hình vuông màu đỏ. Bằng 100 trừ 44, bằng 56. Nên diện tích của hình chữ nhật sẽ bằng 56 chia 4, bằng 14. Rất nhanh và hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy để lại những chia sẻ phía dưới và đăng ký kênh để cập nhật các video hấp dẫn.